Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý. Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Kiên và Phan Văn Khoản cùng chú ở huyện Thủy Nguyên về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe mô tô lao vào tổ công tác và bỏ chạy. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, tại địa bàn xảy ra một vụ va chạm giao thông nên tổ công tác đã không truy đuổi để tập trung giải quyết vụ va chạm. Lúc này hai đối tượng bất ngờ quay lại dùng gậy gỗ tấn công tổ công tác nhưng đã bị tổ công tác phối hợp cùng với người dân bắt giữ. Qua kiểm tra phát hiện trong túi áo của Kiên có một túi ma túy. Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động từ năm 2019 cho đến nay, đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Số tiền hưởng lợi lên đến hơn 20 tỷ đồng. Khởi tố đối với 24 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền Bắc do Phạm Văn Mạnh chú ở thành phố Hà Nội cầm đầu. Từ năm 2019 đến nay, Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định Lê Văn Bộ, chú tỉnh Thái Bình là đối tượng cung cấp phôi bằng cho Mạnh và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của Lê Văn Bộ với số lượng lớn đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh do Lê Hồng Tuyến cầm đầu. Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên 14 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng nghìn con dấu phôi bằng chứng chỉ các loại và nhiều tang vật có liên quan. Với hành vi cướp tài sản, Hoàng Tấn Phúc chú ở thị xã Sông Cầu bị Công an thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên khởi tố bắt tạm giam. Theo điều tra ban đầu, do quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook, vào đêm ngày 27 tháng 2 năm 2023, Hoàng Tấn Phúc và anh Võ Minh Tâm chú phường Xuân Phú hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở phường Xuân Yên chơi. Khi đến gần nhà nghỉ, anh Tâm đã bị Phúc dùng dao khống chế cướp một túi sách, bên trong có một điện thoại, nhiều trang sức vàng và 7 triệu đồng tiền mặt. Vào tối qua ngày 21 tháng 6, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện thu giữ 169 bình chứa khí cười N2O. Thời điểm trên, công an phường Đông Kinh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, phát hiện Ngô Đức Thịnh chú tỉnh Vĩnh Phúc đang đưa 44 bình khí nén vào kho. Tiến hành kiểm tra kho, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm 125 bình nén kim loại chứa khí. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Ngô Đức Thịnh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên và khai nhận thuê tới sân bay Nội Bài nhận chở hàng lên thành phố Lạng Sơn với giá là 2 triệu đồng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 20 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.